Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Ghê Thích Tô. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình cập nhật cho các bạn một cái tin vui liên quan đến cái dự án Mission Network là khai thác cái đồng Gaga. Thì cái đồng Gaga này thì nó là một cái đồng token con của cái dự án Mission Network, và khi mà chúng ta khai thác thì chúng ta sẽ được quy đổi sang cái đồng MSN. Thì MSN thì sau này thì là hiện tại thì cũng vẫn là chỉ là cái đồng test test, và sau này sẽ được quy đổi sang cái đồng MSN token, và sau này niêm yết trên sàn thì nó sẽ là cái đồng MSL. Thì hiện tại thì cái dự án Mission Network này thì đang có cái chương trình đó là sẽ là được bán trước ở trên Coinbase với cái giá là khá là cao. Một đồng MSN sẽ bằng 1.75 đô cho mỗi một token, và đây là một cái tin khá là vui. Thì sau này thì cái đồng mà chắc chắn rằng thì họ bán với cái giá bán trước mà đã là 1.75 rồi, thì sau này lít sàn thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ còn cao hơn so với cái giá mà chúng ta giá mà cho chúng ta mua, tức là cái giá mà thị trường của cái giá của dự án nó bán ra đó. Cho nên là chúng ta sẽ tích cực chúng ta tham gia khai thác cái đồng Gaga này để chúng ta được quy đổi sang cái đồng Testnet MSN. Chắc chắn là sau này thì khi mà Mainnet thì dự án nó sẽ chụp nhanh cái tài khoản của chúng ta, cái số lượng mà cái đồng MSN mà chúng ta đã nhận về cái ví. Cái đồng MSN này là cái đồng MSN Testnet các bạn nhé. Chúng ta sẽ là cái đồng MSN Testnet. Thì ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem là cái đồng MSN Testnet mà mình đã claim về. Trước đó thì mình cũng đã có cái video hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta claim cái đồng MSN này về ví. Đây, cái đồng MSN Testnet này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà claim về, cũng như là một số các cái lưu ý để các bạn mà nhận cái đồng MSN này về ví. Và sau này thì họ sẽ chụp nhanh cái số mà cái ví của chúng ta như thế này. Chắc chắn là chúng ta sẽ cung cấp cái địa chỉ ví đã tham gia testnet dự án của họ, và họ sẽ căn cứ vào cái số lượng MSN mà các bạn cờ làm được thì sau này có thể các bạn sẽ nhận tương ứng bằng cái số token MSN là mà các bạn đã khai thác được đó. Thì cái cách mà tham gia là như vậy, và cái chương trình mà bán trước ở trên cái Coinit thì cụ thể như sau, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn sơ qua một chút về dự án Mission Network. Thì cái phần giới thiệu này thì mình cũng sẽ không đọc với các bạn nữa, bởi vì Mission Network thì đang xây dựng đẹp pin mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, và một dự án đã thu hút được hỗ trợ đáng kể từ một cộng đồng mạnh mẽ gồm 340.000 thợ mỏ. Nhờ những đóng góp của họ, mạng lưới phi tập trung của Mission đã trở nên rộng rãi và bao gồm hơn 100.000 nút được hoạt động ở trên 150 quốc gia. Thì ở đây mình chia sẻ về cái phần mà cơ cấu bán hàng, về chi tiết bán hàng ở đây cộng đồng Mission ấy, và ngày bán là thứ năm và ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024 và lúc 18 giờ UTC, và thời hạn tài trợ là thứ hai ngày mùng 5 tháng 8 mùng 5 tháng 2 năm 2024 lúc 12 giờ UTC. Ở đây thì giá trị mạng pha loãng hoàn toàn là 175 triệu đô, 175 triệu đô, và giá token bán là ra là một cái đồng MSN sẽ bằng 1.75 cho mỗi một token, đã khá là cao của bạn. Và ở đây thì nguồn cung cấp phân bổ là 2 triệu 500 MSN, tức là chiếm 2,5% tổng nguồn cung. Giới hạn mua hàng ở đây thì chúng ta sẽ là mua tối thiểu từ 50 đô đến 3.000 đô, thấp nhất là 30 đô, 50 đô, và cao nhất là 3.000 đô, và yêu cầu phân bổ là tối thiểu là 100, tối đa là 6.000. Và lịch trình giao dịch là một trên mùng 1 tháng 6 sẽ được mở khóa vào khoảng ngày 15 tháng 3. 1 phần 6 sẽ được mở khóa vào khoảng ngày 15 tháng 3 năm 2024. Các mã thông báo còn lại sẽ được mở khóa hàng tháng trong 6 tháng. Và người tham gia đủ điều kiện là những người tham gia bị loại trừ, bao gồm cư dân của Hoa Kỳ và các quốc gia, một số các quốc gia khác, câu hỏi thường gặp. Và thêm 2 triệu 500 token MSN chiếm 2,5% tổng nguồn cung có thể được cung cấp để mua trong đợt bán cộng đồng Mission theo quyết định của Mission. Và tokenomics này, MSN là mã token được chỉ định cho Mission Network.
Tự hào có nguồn cung ban đầu là 100 triệu token, đóng vai trò là mã thông báo quản trị tiện ích chính của mạng MSN, được thấm nhuần 4 tiện ích chính đó. Và ở đây thì cái phân phối token này, cái phân phối token là bán riêng, chúng ta sẽ bán riêng là 26 triệu token, chiếm 26% mà khóa tiến tính hàng tháng trong 12 đến 36 tháng. Bán cộng đồng 5 triệu này, hệ sinh thái 27 triệu, đặt phòng 20 triệu, đội kỹ thuật 15 triệu và đối tác 6 triệu, và lập bản đồ mạng thử nghiệm là 1 triệu, kiếm 1%. Tức là ở đây thì chúng ta sẽ là cái phần mà chúng ta khai thác có thể là chúng ta sẽ chỉ là chiếm 1% trong cái tổng nguồn cung đó. Thì trên đây là toàn bộ cái phần mà thông tin là mình chia sẻ về cái phần bán trước cái đồng MSN của dự án đó. Tất nhiên là chúng ta mua ở đây thì chúng ta không có thể, chúng ta đã có điều kiện thì chúng ta tham gia mua, còn nếu chúng ta không có điều kiện chúng tham gia mua thì chúng ta cũng không sao các bạn nhé, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta tham gia khai thác cái đồng MSN của cái dự án, trên dự án này đó, khai thác bằng cái đồng Gaga, và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta chuyển sang cái đồng Tethernet. Cái cách chuyển thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi, thì không cứ là chúng ta cũng phải là cứ là chúng ta phải chuyển hết. À, chúng ta có thể chuyển một phần, đó là tùy ở các bạn nhé. Đó, ở đây thì cái cách chuyển thì cái này nó mới thay đổi cái giao diện một chút nhé. Cái phần mà số dư dự phần dự thưởng này này, thì các bạn cách chuyển thì nó cũng khá là đơn giản. Cái này nó thay đổi một chút về cái giao diện rồi, cho nên là mình thấy nó khác khác so với cái hôm trước mà mình đã ra video cho các bạn. Trước là Geni và bây giờ thì nó thành Sepolia, thành nó thành cái mạng khác. Và mình cũng chưa rõ là cái phần này nó như thế nào. Thì ở đây thì mình sẽ là chuyển đổi thử nhé, chuyển đổi test net thử này. Thì các bạn copy cái phần 20 triệu này, các bạn nhấn trao đổi này. Cũng tương tự như cái ngày hôm nọ thôi, chúng ta sẽ dán cái số số dư của chúng ta ở đây thì 20 triệu cái đồng đồng Gaga. Ở đây thì chúng ta sẽ chuyển sang được là 14 141.000 à 14.116 à. Đấy, các bạn nhấn xác nhận này. Và đây là cái ví của chúng ta sẽ nhận nhé, các bạn nhấn xác nhận này. Rồi sau khi mà các bạn hoàn tất xong đến cái bước này thì chúng ta sẽ này bấm vào nhận token. Các bạn phải bắt buộc là chúng ta phải bấm vào nhận token nhé. Nếu các bạn không nhận, bấm vào cái nhận token này thì các bạn sẽ nó sẽ cho 24 giờ nó sẽ thu hồi lại. Rồi các bạn nhấn đồng ý này. Hình như ở đây nó phải yêu cầu chúng ta phải có cái đồng ETH của cái mạng mới này, Saponi này, để xem là có giao dịch thành công hay không nhé. Đây đã xác nhận giao dịch này, giao dịch đã được xác nhận, à nhưng vẫn là xác nhận nhé. Rồi để mình xem nào, ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái phần con trắc của cái đồng MSN của cái mạng testnet, thì các bạn copy cho mình cái con trắc này, sau đó thì các bạn mở cho mình cái ví MetaMask ra. Chúng ta sẽ ở có một cái mạng mới, khi mà các bạn làm về thì nó sẽ có một cái mạng mới là đó là Seponia ETH. À, như vậy là nó sẽ cung cấp cho chúng ta luôn cái số dư là cái đồng ETH của cái mạng testnet này rồi, chúng ta không cần phải forset nữa. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần nhập token thôi và tự động nó thêm mạng cho chúng ta luôn. Đây nó tự động nó thêm mạng cho chúng ta, nó cái mạng là Seponia, trước nó đang ở cái mạng ở cái mạng Gali. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thêm token, các bạn nhấn vào token cho mình này, các bạn nhấn địa chỉ nhé, con chắc, rồi nó sẽ tự động MSN thêm rồi này, các bạn nhấn tiếp tục này, các bạn nhấn nhập này. À, như vậy là chúng ta sẽ nó sẽ là tự động nó thêm cho chúng ta, và mình đã nhận được về ở đây là 141.106 đồng MSN. Rồi sẽ quay trở lại này. Rồi mình đã thêm được vào cái phần ví này rồi nhé. Trước là chúng ta là test net ở trên cái mạng Gally. À, bây giờ thì chúng ta lại test net về về cái mạng Seponia ETH, nó cũng là thuộc là test net thôi các bạn nhé. Thì đây thì các bạn thao tác cho mình. Thì nghĩ ở đây chắc là chúng ta cũng chỉ là test net thôi, cho nên là chúng ta vẫn cứ tham gia. Địa chỉ hợp đồng này. Rồi như vậy là mình mới nhận này, cái giao diện này nó khác trước chúng ta
claim về một cái mạng khác, và bây giờ thì chúng ta sẽ claim về về cái mạng khác, và tất cả ở đây thì chúng ta là chỉ test net, nó chưa có giá trị thực các bạn nhé. Rồi, ok, thì cái video này thì mình cập nhật cho các bạn về cái dự án Mason Network cũng như là về cái đồng MSN cụ thể như vậy, thì ở cái video sau thì mình sẽ cập nhật với các bạn những cái thông tin mới hơn từ cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.